Lâm Đồng yêu cầu làm rõ có hay không việc bảo kê trông giữ xe. Lâm Đồng yêu cầu làm rõ có hay không tình trạng thất thoát ngân sách và bảo kê cho việc trông giữ xe, thu phí trái quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình và kết quả tổ chức thu phí trông giữ xe, đậu đỗ xe, ô tô và mô tô trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong thời gian qua, làm rõ có tình trạng thất thoát ngân sách và bảo kê cho việc trông giữ xe, thu phí trái quy định hay không, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án thực hiện, đảm bảo tránh thất thu ngân sách nhà nước, ổn định an ninh trật tự tại địa phương trước ngày 15 tháng 10 năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục duy trì các biện pháp tuyên truyền, xử lý nghiêm việc lấn chiếm hàng lang đường bộ, buôn bán hàng rong tại quảng trường Lâm Viên và các địa điểm công cộng, xây dựng phương án tổ chức lại việc thu phí trông giữ xe trên địa bàn. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo phản ánh của quần chúng nhân dân, có dấu hiệu băng nhóm bảo kê, thao túng cho các hoạt động kinh doanh tự phát tại khu vực quảng trường Lâm Viên. Vì thế, tại khu vực quảng trường Lâm Viên, tình trạng bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, cho thuê xe điện và một số dịch vụ khác vẫn còn diễn ra, gây ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, mất an ninh, an toàn cho du khách và trẻ em. Để xử lý triệt để và dứt điểm tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động bán hàng rong, kinh doanh dịch vụ tự phát trái quy định tại khu vực quảng trường Lâm Viên, bao gồm cả công viên YX Xanh, xung quanh Hồ Xuân Hương và các tuyến đường giáp với quảng trường Lâm Viên, không để tái diễn tình trạng bán hàng rong và các dịch vụ tự phát khác trong khu vực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan đô thị. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo công an thành phố Đà Lạt điều tra, xử lý nghiêm các băng nhóm bảo kê kinh doanh trái phép tại khu vực quảng trường Lâm Viên, nếu có, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2022.